Xin chào quý khán giả xa gần, trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần một ngày mới nhiều niềm vui, thành công trong mọi việc. Video này thì Xuân Mỹ cũng tiếp tục cập nhật thông tin về cổ Úc Gò Công và những tin tức khác hay cả nhà. Và như thường lệ thì Xuân Mỹ sẽ vào YouTube để chúng ta xem bài Anh Cho Em Mùa Xuân hôm nay lượt view sao ha. Đây cả nhà nhìn thấy không? Biểu tượng YouTube ở dưới, anh cả nhà thấy anh Quyền Linh quảng cáo không, để Xuân Mỹ để thấp thấp xuống rồi bên đây nó có cái thanh tìm kiếm ha, mình gõ nè Anh Cho Em Mùa Xuân nè, rồi YouTube đề xuất nó có quảng cáo nữa, quảng cáo sữa. Rồi giờ mình vô trực tiếp luôn. Hôm nay thì là 474.000 lượt xem ha cả nhà, rất mong là quý khán giả tiếp tục ủng hộ cổ Úc Gò Công. Đây có quảng cáo đó, 474 này ha. Hôm qua thì đã không còn ở trong top thịnh hành nữa rồi, cho nên bây giờ là mọi người mình tập trung cài view, cài cho tới khi nào 1 triệu view để làm quà, nhiều khi làm quà Tết hay sao, đúng không cả nhà? Nhưng mà 470 mấy thì còn lại 500 mấy, 503, coi như là 530.000 lượt xem nữa đi, thì cái bài này úp được 2 tuần, 2 tuần mà coi như là gần chạm 500.000 lượt xem. Mà từ đây đến Tết thì còn 3 tuần nữa, liệu có đạt triệu view hay không? Rất mong mọi người hãy tăng tốc ha, tăng tốc cài view cho bài hát Anh Cho Em Mùa Xuân nè ha. Rồi giờ Xuân Mỹ vào kênh YouTube, vào trang chính thì là Hồ Văn Cường Official có tích xám ha, cả nhà cứ nhớ như vậy. Rồi có cái hình áo dài màu màu cam nhạt, quàng cái khăn quàng cổ, có đường link trang fanpage luôn. Rồi rất mong quý khán giả cùng nghe để bài Anh Cho Em Mùa Xuân lên triệu view ha. Bài Người Ơi Đừng Bỏ Quê thì tiếp tục tăng nữa, bởi vì công sức anh Nguyễn Đức Thị mở ra lên cái kênh này rất là cực, cho nên chúng ta phải truy cập vô YouTube và chúng ta tìm kiếm bài hát và tìm kiếm kênh này ha. Đó là nói về YouTube. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào Facebook nha cả nhà. Rồi giờ vào Facebook, Facebook thì vô trang fanpage xem hôm nay. Đây trang fanpage thì hôm qua đã thêm được 100 lượt thích, là 6.900 lượt thích, 13.000 người theo dõi, với cái email nhận liên quan đến âm nhạc là contact.hovancuong@gmail.com. Mọi người nhớ nha, quý vị khán giả nhớ là có quen biết bầu show mà bầu show người ta muốn mời Cường thì giới thiệu cái địa chỉ mail này để người ta mail cho Cường, người ta mail cho Cường xong Cường đọc, Cường sẽ liên lạc lại với bầu show ha. Rồi đây hôm qua thì có cái tweet mới giới thiệu bài nhạc Xuân trong album Tết của con, nhưng mà có 2-3 nốt nhạc thôi. Đầu tiên là tiếng trống lân, tùng sèn, nhưng mà có mấy nốt nhạc ngay cả nhà, thì cũng nhiều khán giả đoán, trong đó có Xuân Mỹ cũng góp phần lộn xộn. Cái này lúc này thấy ảnh cười, nụ cười ta nói sảng khoái hết sức luôn, đạo diễn kêu đi vô đi ra quay lại đó. Đó cười, mắc cười mắc cười. Nhìn cái này là mọi người nói là không biết là ở trong cái câu chuyện lúc mà ảnh quay đó, trong câu chuyện đó đạo diễn nói như thế nào, nhưng mà nhìn ảnh cười là tự nhiên mình cũng cười theo, mà đúng thật cả nhà, cười một cách hồn nhiên, vô tư luôn vậy đó, nụ cười ta nói cười cái cười thả ga luôn vậy đó nè. Đó đó, ủa cái gì già đó, giống như ủa cái gì già, anh đạo diễn kêu thôi đi vô đi đi ra quay lại. Vui á cả nhà, mỗi một ngày công nhận là cái biểu cảm này vui thấy sợ luôn vậy đó, công nhận thiệt chứ. Có một mình ổng đứng đó thôi, nhưng mà mình biết là đối diện với ổng thì máy quay đồ này nọ ha, nhưng mà thấy thấy cái nụ cười rất là sảng khoái, mình cảm giác như mình cười theo, mà mình cười mình cũng sảng khoái theo luôn vậy đó cả nhà. Rất là hôm qua cũng có nhiều khán giả là fan của Cường nói là không biết Cường cười gì, nhưng mà cười theo đi cái đã, đúng là nhìn cái biểu cảm của ổng mình cũng mắc cười theo rồi ha.
Cái tút này hôm qua tới nay là nhận được 2.900 lượt thích, 1.300 lượt bình luận và 236 lượt chia sẻ. Có rất nhiều khán giả đón. Xuân Mỹ thì đón bài Xuân quê tôi của Minh Vy ha. Rồi có khán giả thì đón đây để Xuân Mỹ ước nguyện đầu xuân không nè. Rồi bài Mùa xuân ơi phải không Cường. Rồi tươi gói ha. Có khán giả nói anh chàng này bây giờ nhây thiệt. Thấy yêu gì đâu, hãy vui lên nhé con. Rồi có khán giả đón đêm giao thừa nghe một khúc dân ca. Rồi nghe thì như bài Đoản Xuân ca, cũng có thể là Xuân đẹp làm sao. Nhiều lắm. Khán giả cũng đón đón nhiều lắm. Bạn trai yêu trong trang phục Xuân thật dễ thương. Đó, rất là nhiều khán giả đón ha. Như trước đây Xuân Mỹ đã nói với cả nhà trước đó rồi. Cường đã chuẩn bị như nhạc phẩm Xuân và đã có thu âm rất là nhiều bài đúng không cả nhà? Cường thu âm rất là nhiều bài, cả nhà chờ đi, từ từ sẽ update lên kênh YouTube Hồ Văn Cường Official, cho nên là tại làm sao mà mỗi ngày Xuân Mỹ đều giới thiệu kênh đó cho đông đảo khán giả. Nhiều khi bất chợt có một khán giả lướt qua kênh Xuân Mỹ, thấy Xuân Mỹ giới thiệu kênh Hồ Văn Cường Official. Cái mũi nó bị dị ứng đó cả nhà. Nó muốn hắt hơi mà hắt hơi không được. Xuân Mỹ xin chia sẻ như vậy. Tức là nhiều khi Xuân Mỹ giới thiệu review cái kênh Hồ Văn Cường Official lên video Xuân Mỹ, và tình cờ ai đó đi ngang qua xem kênh của Xuân Mỹ thấy, thì người ta cũng tò mò, người ta vô người ta coi kênh Cường thì kênh Cường cũng được tăng view ha. Rồi dễ thương. Đó, rất là nhiều ha. Bài hát Xuân về miền Tây đúng không? Cục vàng, trời ơi, cục vàng của nhà xanh chuối đó nha. Có khán giả nói là Cường ra album nhạc Xuân thì tất cả mọi người cùng nghe, ủng hộ hết, đúng rồi. Rồi có khán giả thì đón Tết quê hương. Tết quê hương thì năm rồi hát rồi nghe cả nhà. Tết quê hương là năm rồi hát rồi, cho nên là năm nay đâu có thu nữa. Bài Xuân bên nhau với Tết quê hương là năm rồi đã thu, đã đăng trên kênh YouTube của Cường rồi. Rồi có khán giả nói có phải Mùa xuân ơi không. Rồi cả nhà hôm bữa ở trên Đà Lạt Cường hát Đón xuân này nhớ xuân xưa đó, trong album nhạc của Cường nhiều khi có bài đó thì sao ha. Album nhạc Tết nhiều lắm. Như vậy là Xuân Mỹ nói với cả nhà là Cường trước đây Xuân Mỹ nói là Cường đã thu âm chuẩn bị những bài nhạc Tết, như chuẩn bị những sản phẩm mới trên kênh để dành up trên kênh của mình, thì cả nhà thấy là điều đó là đã diễn ra rồi ha. Cường đã nhá nhá rồi, đã bật mí chút xíu rồi, mấy nốt nhạc, trong vòng mấy nốt nhạc mời cô chú đón. Giống như chương trình ở trên VTV đó cả nhà, vì trong đón trong vòng mấy nốt nhạc đó, thách hai đội thách đố với nhau đó, một bên là đội của Hồ Hoài Anh và một bên là của Sĩ Luân đó. Mời bạn đón trong vòng mấy nốt nhạc, đầu tiên là 7 phải không, rồi 6, rồi 4, rồi 3 rồi đó đó. Mời bạn đón chương trình đó, là gọi là chương trình gì tự nhiên quên tên mất tiêu rồi, vào thứ sáu hàng tuần trước đây á, tự nhiên quên mất tiêu cái tên chương trình đó. Rồi ha, giờ vô Xuân Mỹ tiếp theo là cũng trong trang fanpage của Cường nha, cũng trong trang fanpage của Cường. Cường mời mọi người du xuân ba miền cùng mình nè, thì cái tút này cũng nhận được 600 được 2.700 lượt thích và 963 lượt bình luận, 202 lượt chia sẻ. Ngày hôm qua thì Xuân Mỹ đón Xuân quê tôi, thì khi Xuân Mỹ mở có một đoạn
Cẩm Ly hát đó cả nhà, là hát có vài câu thôi, nó có mấy giây thôi nhưng mà bị bản quyền, cho nên hôm qua Xuân Mỹ đã tắt cái tiếng bản quyền âm nhạc, đã tắt cái tiếng đó trên kênh, trên cái video của mình đó. Rồi bây giờ mình vào mình điểm vé nha, mình cùng điểm vé cho vui. À, đây ha, giờ vô sơ đồ vé của Cần Thơ nè. Cần Thơ thì hôm nay đây cả nhà, khách mời là Kiều Oanh này ha nè. Cần Thơ thì còn vé vàng, vé xanh, vé hồng thôi, vé đỏ đã out, vé xanh rêu đã out luôn ha. Còn vàng thì còn 62 vé vàng, 46 vé xanh và 46 vé hồng. Còn 46 vé hồng, sơ đồ này hôm nay còn 154 ghế ha, trên sơ đồ nha. Tổng ghế bán ra thôi mình đừng quan tâm. 154 ghế ha. Rồi, bây giờ thì vào sân khấu, vào liên đặt vé của Đà Nẵng nè. Của Đà Nẵng thì hôm nay còn 7 ghế đỏ, 42 ghế vàng, 96 ghế xanh và 79 ghế hồng. Đây, chưa có khách mời, mùng 5 Tết ha, chưa có khách mời gì hết ha cả nhà. Mình Cường solo luôn. Đó, đây sơ đồ của Đà Nẵng còn đỏ, vàng, xanh, hồng ha. Xanh rêu thì hết rồi. Tổng sơ đồ vé của Đà Nẵng hôm nay giảm được một vé, còn 224 vé, còn tới hơn 3 tuần nữa mà mới tới show mà cả nhà. Mùng 1, mùng 2 Tết mình mua vẫn được ha. Trước show diễn rồi ai đi lại ngay chỗ điểm diễn đó mua vẫn được luôn, trừ khi là bầu show thông báo show now, còn nếu họ chưa thông báo show now thì mình tới nơi mình mua vẫn được. Đó là sơ đồ vé của Hà Nội ha. Xuân Mỹ xin thông tin là địa chỉ của Son 8, trung tâm biểu diễn ca nhạc Son 8, số 8 phố Nguyễn Công Hoan ha, quận Ba Đình ha cả nhà. Đây, Hà Nội nè, phố Nguyễn Công Hoan, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, số 8. Số 8 phố Nguyễn Công Hoan, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Nè, cái nhà ha, Son 8. Phố đó là phố quận Ba Đình, là coi như là quận có Lăng Bác đó cả nhà. Chúng ta đi xem xong rồi chúng ta đi ngang viếng Lăng Bác luôn. Không biết Tết này có cho vô viếng không? Rồi của Hà Nội thì còn ba loại vé đỏ vàng xanh ha. Thì trên sơ đồ của Hà Nội hôm nay là còn 43 vé nha cả nhà. Cái vé của cái vé màu xanh này giảm thêm một vé nữa, còn có 19 vé thôi nha. Vé vàng thì còn 17, vé đỏ thì còn 7, vé xanh thì còn 19. Đó, trên sơ đồ này thì còn còn 43 ghế thôi nha cả nhà. Rồi đó là nói về vé trên trang fanpage của Cường. Đó ha, giờ Xuân Mỹ tiện dễ sợ luôn, con đưa ba đường link vé cái mình vô đây mình giới thiệu trang fanpage của Cường xong cái mình đếm vé chơi luôn, đếm vé. Có cô khán giả ở Hà Nội nhắn cho Xuân Mỹ là vô cô rất thích vô kênh Xuân Mỹ coi đếm vé, mình coi mình biết nhiêu, mình nắm tình hình vé của các miền. Tại vì nhiều khi các cô mà hưu trí á, thì không có rành, smartphone thì không có vô mấy cái link vé để coi coi vé được. Thường các cô là phải nhờ FC các miền đặt vé, cho nên khi mà mình vô mình đếm vé vậy đó cũng vui cả nhà, mà cũng cho khán giả xa gần nắm được thông tin của các show diễn hết luôn đó. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin đọc số Zalo của Xuân Mỹ là 0913 0913 136 109. Khán giả muốn book vé đi show thì kết bạn Zalo với Xuân Mỹ, Xuân Mỹ kết nối với bạn Hồng Phước Đặng ha, Hồng Phước Đặng hỗ trợ mọi người đặt vé ha. Rồi đó là trang fanpage. Bây giờ Xuân Mỹ vào trang Đại học Hoa Sen. Đại học Hoa Sen thì hôm nay có thông tin gì? Đại học Hoa Sen chúc mừng hai sinh viên của Đại học Hoa Sen đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp thành phố và cấp trung ương.
Trong không khí sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên 9 tháng 1 1950, 9 tháng 1 2024, ngày 14 tháng 1, Ban thư ký Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình dân hoa báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương sinh viên năm tốt, tập thể sinh viên năm tốt của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Trong đó, trường Đại học Hoa Sen có hai sinh viên được vinh danh, đó là Lê Thanh Bảo Ngân, sinh viên ngành kế toán, ủy viên ban chấp hành đoàn trường đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp thành phố, sinh viên năm tốt cấp trung ương, sinh viên năm tốt tiêu biểu, nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với thành tích cá nhân đạt sinh viên năm tốt nhiều năm liên tục. Bạn Bùi Quỳnh Thư, sinh viên ngành kinh doanh quốc tế, được vinh danh danh hiệu sinh viên năm tốt cấp thành phố. Lê Thanh Bảo Ngân và Bùi Quỳnh Thư là hai gương mặt tiêu biểu trong phong trào đoàn hội, các hoạt động tình nguyện và nghiên cứu khoa học. Danh hiệu này là sự ghi nhận cho những đóng góp và nỗ lực của các bạn. Và đây, cái bài viết của Đại học Hoa Sen ha cả nhà. Xin chúc mừng hai bạn sinh viên nha. Để đạt danh hiệu sinh viên năm tốt thì rất là xuất sắc nha cả nhà. Phải vừa học tốt mà vừa tham gia phong trào đoàn thanh niên. Bạn này là bạn Bùi Quỳnh Thư nè, sinh viên năm tốt cấp thành phố. Rồi bạn này là đây, bạn này là bạn Bảo Trân ha. Đó. Bảo Ngân chứ, Lê Thanh Bảo Ngân. Lê Thanh Bảo Ngân bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố và bằng khen của Trung ương đoàn. Chúc mừng hai bạn ha, chúc mừng hai bạn đã đạt danh hiệu này. Đi học mà được danh hiệu sinh viên năm tốt là vui lắm đó cả nhà. Và đây là cái tấm hình tập thể chung Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh báo công ở tại Bến Nhà Rồng nè. Rồi, đó là thông tin trường Đại học Hoa Sen. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường Fan Club, trang dành cho fan ha. Trang dành cho fan thì Xuân Mỹ thấy chị Hương Chương cũng mới chia sẻ cái bài viết trên South Star. Hồ Văn Cường quay MV Tết ngoại hình ra sao mà bị nhận xét nhìn thế này, thì ai nói là sinh viên năm thứ ba đâu. Rồi khán giả cũng chia sẻ trang của Mây Lang Thang về ở chỗ Sơn 8 Hà Nội ha. Rồi chia sẻ cái hình ảnh của Cường ngày hôm qua đó. Đây, nụ cười tỏa nắng, đại gia đình mình không có say nắng mà say bạn Cường nè. Cười sảng khoái ghê luôn cả nhà nè, lúc nào anh cười trời ơi, ta nói nhìn thoải mái ghê luôn ha. Nhìn cái phong thái á, phong thái và nụ cười thoải mái. Hãy mạnh mẽ lên con nhé, năng lực của con đã được đền đáp lại một cách công tâm và xứng đáng. Chúc con Hồ Văn Cường thành đạt, tương lai sự nghiệp học giỏi, luôn được mọi người gắn bó. Có bạn ví nụ cười của Cường là nụ cười tươi mùa xuân ha. Rồi bây giờ thì như vậy là có cái bài báo nói về cái hình ảnh xuân của Cường nè. Bài báo này nói về cái MV Tết của Cường nè. Cả nhà thấy cái hình ảnh mờ mờ là nụ cười xuân không? Giờ Xuân Mỹ xin đọc cho cả nhà nghe ha. Bên South Star nè. Nè, Hồ Văn Cường quay MV Tết ngoại hình ra sao mà bị nhận xét nhìn thế này, ai nghĩ là đã là sinh viên năm 3 đó. Mới đây cộng đồng mạng fan của Cường, Hồ Văn Cường đã không khỏi xôn xao trước đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh nam ca sĩ say mê ghi hình MV mới một ca khúc nằm trong album Tết sẽ được Cường phát hành trong dịp năm mới sắp tới. Trong clip, Hồ Văn Cường khoác lên người bộ áo dài đỏ thắm, xuất hiện trong bối cảnh ngập tràn sắc xuân của Hoa Mai. Có thể thấy đây chính là những hình ảnh đầu tiên trong MV mới mà nam ca sĩ sắp sửa cho ra mắt.
Đáng chú ý, trong lúc diễn xuất trước máy quay, Hồ Văn Cường bất ngờ quên bài. Nam ca sĩ sau đó đã nở một nụ cười tươi và thực hiện lại cảnh quay này. À, bên dưới đoạn clip ghi lại cảnh hậu trường Cường quay MV mới, cộng đồng fan đã liên tục dự đoán tựa đề của bài hát mà nam ca sĩ quay hình. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng bày tỏ trầm trồ thích thú trước nhan sắc điển trai hồn nhiên của Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường ở tuổi 20, thậm chí nhiều khán giả còn cho rằng nhìn giao diện này của nam ca sĩ, ít ai nghĩ rằng Hồ Văn Cường đã là một sinh viên năm 3. À, đẹp trai dễ thương xỉu luôn, ui áo dài đẹp quá, con dễ thương đẹp trai quá, nhìn là thấy Tết. Rồi không chỉ chăm chỉ lo việc mang sản phẩm âm nhạc mới dành tặng cho khán giả dịp Tết đến xuân về. Được biết trong những ngày Tết sắp tới, Hồ Văn Cường cũng thực hiện một tour diễn ba miền Tổ quốc, mang tiếng hát đến để phục vụ khán giả. Không hoạt động rầm rộ như nhiều nghệ sĩ khác trong showbiz, thế nhưng Cường luôn là cái tên được đông đảo khán giả đón nhận. Ở dòng nhạc dân ca, thời gian qua, Hồ Văn Cường đã hoạt động ca hát rất năng nổ, thường xuyên góp mặt trong những đêm nhạc trải dài khắp đất nước. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn thường xuyên cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc để phục vụ khán giả, không còn là một cậu bé nhút nhát khi đứng trên sân khấu của năm. Hồ Văn Cường giờ đây đã trở thành một nam ca sĩ khả năng làm chủ sân khấu rất tốt. Cách ăn nói duyên dáng khiến cho các đêm diễn của anh chàng luôn nhận được sự yêu mến. Rồi đây cả nhà, những cái tấm hình hình cute phô mai que dễ sợ luôn nè, thấy thương quá à nè, show ba miền ha. Rồi những cái bình luận của khán giả. Rồi đây là cái hình ảnh nụ cười tươi dễ sợ luôn, nụ cười là nhìn thấy là xuân luôn á cả nhà ha, mà sảng khoái ghê luôn, há to miệng cười luôn. Giống như là đạo diễn, như Xuân Mỹ nói đó, đạo diễn nói thôi đi vô đi ra quay lại. Dễ thương. Đó là bài báo trên Sao Star ha. Xuân Mỹ thấy chị Hương Trương cũng có chia sẻ trên group nè, chia sẻ trên group FC nè, fan club nè, mọi người vô đó mà lấy đọc ha. Rồi đó là nói về trang Hồ Văn Cường fan club, để xem coi còn mọi người còn chia sẻ hình ảnh gì nữa không nha. Xem đi xem lại là cười à, xem đi xem lại là cười với cái phong thái của ảnh à, dễ thương quá, dễ thương luôn. Rồi nhìn những cái hình ảnh dễ thương của ca sĩ Hồ Văn Cường như vậy thì rất mong là quý khán giả hãy nghĩ về cái niềm vui, cái tình yêu thương chung, đó là tình yêu thương hướng về Hồ Văn Cường, tình yêu thương dành cho Hồ Văn Cường ha. Thì theo suy nghĩ của Xuân Mỹ á, thì trong cuộc sống của chúng ta mà, kể cả trong gia đình chúng ta cũng vậy, anh em ruột còn đôi khi còn bất đồng ý kiến, là không có thống nhất ý kiến với nhau, nhưng mà đều có một cái chung tình yêu thương là đối với là ba mẹ. Thì ở đây đối với idol thì các quý khán giả xa gần, tất cả quý khán giả xa gần, ai mà yêu thương Hồ Văn Cường thì đều quý đúng không cả nhà? Bởi vì một tiếng nói yêu thương, một hành động đẹp, một cử chỉ đẹp dành cho Cường đều tốt hơn là những cái lời lẽ xúc phạm của anti-fan trước đây đúng không? Và những cái lời lẽ bêu rếu, nhục mạ Cường và gia đình Cường trên mạng. Thì những ai yêu thương thì dành lời lẽ yêu thương tốt đẹp dù sao vẫn tốt hơn đúng không? Nó sẽ nó sẽ đẩy đẩy lùi và nó lấp đi những cái điều mà người ta quy chụp không tốt đẹp về Cường. Thì những lời yêu thương đó sẽ chứng tỏ cho anti-fan thấy rằng Cường xứng đáng được yêu thương. Trong một đội ngũ fan, này Xuân Mỹ nói chung là trong một đội ngũ fan, nếu như chúng ta không thống nhất quan điểm, chúng ta không thống nhất ý kiến, thì mỗi chúng ta có một cái cách làm riêng. Chúng ta đừng hạn chế bình phẩm, chê trách và công kích lẫn nhau, ngay cả trong lực lượng fan ha. Xuân Mỹ theo suy nghĩ và quan điểm của Xuân Mỹ như vậy, rất mong mọi người hãy bình tĩnh và hãy tôn trọng. Xuân Mỹ trong cái chia sẻ của Xuân Mỹ nhiều video lắm, là luôn luôn chia sẻ về việc tôn trọng lẫn nhau. Mình có tôn trọng người khác thì chính là tôn trọng chính bản thân mình, bởi vì
Bản thân mình không tôn trọng người khác thì ai coi trọng mình, đúng không? Mà người khác không coi trọng mình thì bản thân mình có được coi trọng không? Không. Và theo suy nghĩ của Xuân Mỹ là vậy, chúng ta hãy coi trọng người khác. Nếu như người ta không cùng ý tưởng nè, không cùng ý tưởng, không cùng suy nghĩ, không cùng quan điểm. Xuân Mỹ lấy ví dụ nha. Ví dụ như cuối tuần này có một cái show của Cường, thứ bảy này có một show của Cường. Anh A thì nói là tôi đi show tôi sẽ quàng cái khăn quấn cổ. Còn anh B thì nói là tôi đi show tôi sẽ không quàng khăn quấn cổ. Như vậy là hai ý khác nhau, đúng không cả nhà? Nhưng mà hai người cùng đến show diễn. Như vậy thì chúng ta hãy tôn trọng cái mong muốn, cái sở thích, cái ý nguyện của nhau. Ví dụ như anh B thì tôn trọng anh A là để cho anh A ảnh quàng khăn quấn cổ, đúng không? Còn anh A thì tôn trọng anh B là không quàng khăn quấn cổ, để cả hai cùng đặt vé đi đến show diễn, đúng chưa cả nhà? Đó, suy nghĩ của Xuân Mỹ là vậy. Tức là tất cả chúng ta có cùng một idol, cho nên nếu đã nói là cùng yêu thương idol thì chúng ta hãy tôn trọng người khác, bởi vì người người ta cũng yêu thương idol giống như mình. Tức là mình không có cái mình đừng có nên là lấy cái quan điểm, cái suy nghĩ của mình mà áp đặt cho cái người khác, bởi vì người ta yêu thương thì người ta, miễn sao người ta đừng có làm gì ảnh hưởng tới idol là được ha. Theo suy nghĩ của Xuân Mỹ là vậy. Chính vì vậy mà ví dụ như Xuân Mỹ đi, Xuân Mỹ là cái người tâm nguyện của mình là làm cầu nối chia sẻ tất cả những thông tin từ mọi nguồn đến với khán giả. Thông tin từ mọi nguồn, từ của ca sĩ Hồ Văn Cường đến với khán giả, thì có thể Xuân Mỹ không mặc áo xanh lục chuối cái đi show cái ngày hôm 3 tháng 11, nhưng mà Xuân Mỹ vẫn làm tốt cái vai trò là người yêu thương Cường, đúng không? Chia sẻ những cái câu chuyện vui về Cường, mua vé ủng hộ show Cường, dành quà cho Cường, quà cho Cường. Xuân Mỹ không bao giờ chia sẻ lên group lên gì hết á, nhưng mà có hay không chỉ có Cường biết thôi. À, không cần chia, đó là cái đó là suy nghĩ của Xuân Mỹ nha, không có cần chia sẻ lên group nào và cũng không có nói lên video luôn nữa. Những cái gì riêng tư mình muốn dành một cái góc lại, mình dành riêng một cái góc lại, một góc riêng tư lại, không có để cho công chúng biết luôn đó. Thì cái việc mà đi show hay cái việc yêu thương là cùng hướng tới idol. Có thể là Xuân Mỹ đi show Xuân Mỹ không có mặc áo xanh chuối, hay là Xuân Mỹ không có khoác áo khoác xanh chuối, hay là Xuân Mỹ không có quấn khăn quấn cổ xanh chuối, nhưng mà nếu mà Xuân Mỹ có đến show, Xuân Mỹ ủng hộ Cường và nói những lời tốt đẹp cho Cường, thì Xuân Mỹ có phải là người yêu thương Cường không cả nhà? Đó, tức là cái cách làm của Xuân Mỹ nó khác với mọi người, nhưng mà Xuân Mỹ vẫn yêu thương ha. Thì trong cuộc sống của chúng ta là như vậy. Tức là tất cả đã nói là idol một ai đó thì họ đều có một cái điểm chung là họ có cái tình yêu thương với người, người idol đó. Còn ví dụ như 100 người sẽ có tới 102 ý, 100 ông bà mình nói 9 người 10 ý mà. Cho nên là nhiều khi là một một người có hai ý là nó sẽ thành ra là 9 người 11 ý nữa. Thêm một ý nữa, tức là nhiều khi lúc này ý về nhưng lúc này ý này, lúc này ý khác nữa. Đó, tùy theo giai đoạn, tùy thời điểm, nó mới dẫn đến cái câu là xong có khúc người có lúc đó, xong có khúc người có lúc, khúc xong nước cạn, khúc xong nước sâu, khúc xong thì bên lỡ, còn khúc kia thì bên này lỡ bên kia bồi, nó là ngược lại. Thì con người cũng vậy, lúc suy nghĩ như vậy rồi có lúc suy nghĩ như khác, sáng suy nghĩ khác, chiều suy nghĩ lại khác nữa, rồi và có khi mới vừa phút trước suy nghĩ như vậy nhưng chỉ chớp mắt một cái phút sau là suy nghĩ thay đổi liền đó. Xong có khúc người có lúc, 9 người thì 10 ý, cho nên chúng ta hãy tôn trọng nhau. Theo suy nghĩ của Xuân Mỹ góp ý với mọi người, đã xưng là fan Cường thì hãy tôn trọng nhau, đừng làm tổn thương nhau. Mà chính Xuân Mỹ cũng đã bị rất là nhiều người làm tổn thương. Mọi người, một số người đang tôn vinh chính cái người đã làm tổn thương Xuân Mỹ nữa. Nhưng mà thôi, cái đó là quyền của mọi người, ông trời á, ổng có là sắp đặt hết. Trời định hết. Tại sao mà người ta nói là trời định là vậy? Tức là cái gì nó cũng có định mệnh riêng của nó. Mỗi một người sinh ra là đã được gắn cho một cái ngôi sao chiếu mệnh, cho nên là nó mới ra,
nó mới trong cuộc sống nó mới có một cái bộ môn tử vi đó. Có nhiều người là nghiên cứu kinh dịch sách học thuật tử vi để xem tử vi cho người khác, căn cứ vào ngày tháng năm sinh giờ sinh. Cái đó là một cái lĩnh vực. Ở đây Xuân Mỹ không có nói về mê tín dị đoan đâu nha, mà nó là một lĩnh vực học thuật, nó thiên về tướng số học, nhân số học gì đó 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 ha. Mình nói là như vậy là có cái ngôi sao chiếu mệnh thì ắt hẳn mỗi con người sẽ có nhiều cái ngôi sao chiếu mệnh khác nhau. Hai người cùng sanh, Xuân Mỹ kể cho cả nhà nghe cái câu chuyện này có thật ở trong doanh nghiệp của Xuân Mỹ. Hai anh em sinh đôi, hai anh em sinh đôi nha. Hai anh em sinh đôi thì nó cách nhau vài phút thôi đúng không? Cùng ngày, cùng tháng, cùng năm rồi, cùng một giờ nhưng cách nhau vài phút thôi. Nhưng mà ông anh là bác sĩ, ông anh trở thành bác sĩ, còn ông em trở thành lái xe. Đó là cái anh lái xe trong doanh nghiệp của Xuân Mỹ nè. Anh của ảnh này là bác sĩ ở ngay nơi Xuân Mỹ ở luôn đó cả nhà. Đó, hai anh em sinh đôi mà có cái số mệnh khác nhau. Cháu dâu của Xuân Mỹ cũng vậy, hai chị em sinh đôi nhưng có số mệnh lại khác nhau đó. Từ cái suy nghĩ đó mà chúng ta hãy nghĩ thoáng hơn là cái người đó cái tâm tính khác mình, cái người đó cái việc làm, cái cách làm của họ cũng khác mình. Không ai giống ai đâu, nói thật, nó chỉ na ná thôi, nó chỉ là chung chung chút xíu thôi, chứ thật sự bởi vậy là trong gia đình xè lên năm ngón tay, bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, anh em trong gia đình còn có suy nghĩ khác nhau. Huống hồ gì người dân nước lạ tụ hội về yêu có người idol mà kêu người ta theo mình sao theo hết được, đúng không cả nhà? Đó, suy nghĩ của Xuân Mỹ là vậy. Cho nên là rất mong mọi người hãy tôn trọng nhau, để trên tinh thần là cho người ta có cái quyền yêu thương idol của người ta, mình có cái quyền yêu thương idol của mình. Đừng có là bắt người ta phải theo mình, hoặc là người ta cũng không bắt mình theo người ta nữa. Kể cả Xuân Mỹ ở đây cũng vậy, Xuân Mỹ cũng không có bắt buộc ai phải theo Xuân Mỹ, và Xuân Mỹ cũng không có theo ai đâu. Xuân Mỹ đi theo cái dòng tin, sự kiện của mình, và theo cái định hướng tin tức của chính bản thân mình vạch ra, đi trên con đường của mình đó. Cả nhà thấy không, cả nhà dở ra video của Xuân Mỹ từ hồi đầu tới giờ là có kết cấu của một video bao giờ cũng nhiều sự kiện của Cường, sự kiện Đại học Hoa Sen, sự kiện doanh nghiệp, sự kiện bầu show, sự kiện của các ca sĩ nhạc sĩ mà kết nối với Cường, sự kiện của fan, sự kiện xã hội, tin trật tự xã hội đó, kết cấu một video tập hợp nhiều sự kiện. Bởi vì mình mới nói cái kênh của mình là Xuân Mỹ Vlog mà. Nhưng mà mình có yêu Cường không, mình có bỏ Cường không? Không, mình vẫn là yêu Cường và mình vẫn luôn theo dõi Cường, tin tức của Cường. Thậm chí cả nhà để ý coi, Xuân Mỹ đưa tin của Cường còn sát sườn nữa, đưa sát sườn luôn, sát sát sườn ở đây là nói là sát sự thật luôn rồi đó. Cả nhà xem lại coi đúng không, từ hồi tháng 12 là Xuân Mỹ đã nói Cường đã thu nhiều sản phẩm mới lắm rồi, từ từ up lên, cả nhà đợi thấy không, từ từ trên YouTube sẽ up. Và nhạc nhạc Xuân thì Xuân Mỹ nói Cường đã tập nhạc Xuân mới thì từ từ lên thôi đó, nhiều cái nội dung lắm. Mà hỏi sao Xuân Mỹ biết như vậy thì Xuân Mỹ phải xây dựng chứ, mình phải xây dựng cái nguồn tin của mình từ đầu tới giờ, mình phải bám vào cái nguồn tin của mình chứ. Mình không được lung lay, không thể nào mà nai theo cái anh này, mơi theo cái chị kia để thay đổi cái kết cấu video của mình được. Mà kết cấu video của Xuân Mỹ là luôn luôn từ đầu giờ là coi như hơn 2 năm rồi, hơn 2 năm rồi sự kiện nó vẫn là như vậy. Nếu lên video chia sẻ thông tin thì là có trong đó có Cường, chắc chắn là thông tin phải có Cường rồi. Đó, hay cả nhà. Đó là suy nghĩ của Xuân Mỹ liên quan đến hoạt động của fan, gọi chung là fan nha. Theo follow idol, yêu idol, ủng hộ idol là như vậy. Đó cho nên là lời cuối cùng Xuân Mỹ nói là hãy tôn trọng nhau, đừng có công kích, đừng có biến thành cái công kích cá nhân, vì là người ta không theo cùng suy nghĩ và quan điểm của mình. Mỗi người có một cách làm, miễn sao cái người được lợi cao nhất ở đây là idol Hồ Văn Cường nha cả nhà. Rồi đó là thông tin video mà Xuân Mỹ muốn gửi đến quý khán giả hôm nay. Một lần nữa thì Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ, và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha. Rất cảm ơn khán giả xa gần.
tăng tương tác cho Xuân Mỹ, và nhớ là chia sẻ cái trang fanpage này nhiều vô để kịp lúc đó tương tác với Cường ở những cái hoạt động như vậy, ở những cái tút như vậy, nhìn lại nụ cười tỏa nắng chút xíu đó 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 cười cười một nụ cười đó tỏa nắng. Rồi trên YouTube thì mọi người nhớ là truy cập trang fanpage này, truy cập kênh YouTube này để ủng hộ Cường từ những chiếc view. Ai không đi show thì ở nhà nghe nhạc, đừng buồn phiền, đừng có quan tâm bất kỳ lời về lời nói của ai, là không đi show là không thương Cường ha. Đó là một cái luận điệu sai trái, hết sức là sai trái luôn. Xuân Mỹ không có ủng hộ luận điệu đó, cho nên Xuân Mỹ nói với mọi người là cả đời không đi show Cường, nhưng mà cả đời ôm cái điện thoại nghe nhạc thì cũng là yêu thương Cường đó. Cả đời ôm điện thoại vô kênh Hồ Văn Cường Official nghe nhạc, tăng từng chiếc view trên những cái video này, đó là yêu thương Cường rồi đó ha. Rồi Xuân Mỹ một lần nữa, Xuân Mỹ xin chúc cả nhà có bữa trưa ngon miệng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video sau ạ.